Nhưng chú nhìn hồi nãy giờ thấy hơi quen quen. Dạ con biết chú. Mà không biết có quen hay không. Dạ quen. Chú hỏi thăm con. Con phải con của chú Ba Bon không? Dạ chính xác. Trời ơi. Rồi xong. Thì như vậy thì tức là hồi nãy vừa lên là tôi nhìn thấy hơi quen. Trời ơi, rõ ta hồi nãy gì vậy là quá trời gần luôn. Xin lỗi, là bên nhà trai là ai đại diện cho bên? Hôm nay thì hai bạn đã có duyên trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trước khi gặp gỡ mình, giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân với chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Phước Thịnh. Hôm nay em 38 tuổi, em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Phước Thịnh làm công việc gì? Dạ em buôn bán từ túc anh. Dạ. Rồi Thịnh quê đâu? Dạ em quê Sài Gòn. Ở quê Sài Gòn luôn. Dạ. Quận mấy Thịnh? Dạ em ở làm em ở quận Thủ Đức anh. Quận Thủ Đức hả? Dạ. Quận Thủ Đức, đây Đồng Hương tôi hơi Đồng bị Hương nhiều. Thủ Đức với Hồng Vân. Giờ mình nói về mình đi. Dạ em xin chào và chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ em cũng chào bạn nam nhà kế bên. Em tên là Quách Kim Phương, năm nay em 32 tuổi, em là giáo viên Anh Văn. À. Và em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn. Em chắc là cũng đồng hương với anh bên kia, em ở Thủ Đức luôn. Thủ Đức luôn, anh đồng hương với chị luôn. Ồ, trời hay quá, cùng quận mà không gặp nhau ha. Nay gặp nhau rồi. Em gái cho bên đàn trai biết về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là vui tính và hòa đồng. Nói về nữ công gia chánh thì em cũng thích nấu ăn, rồi em cũng biết thiêu thùa, may vá. Rồi, rất giỏi. Dạ, còn về điểm yếu, dạ, đôi khi thì em hơi kỹ tính quá. Ví dụ như cái vật đó nó để đó thì là nó gọn gàng, còn nếu mà để chỗ khác nhìn nó không gọn gàng thì em cũng hơi khó là chịu phải để chút đó, xíu. Đúng không? Dạ. Ừ, không, cái đó là tốt, cái đó không phải điểm yếu đâu em. Làm đâu phải ngăn nắp gọn gàng thì mới được. Dạ. Rồi, cái tính cầu toàn nữa ha. Dạ, rồi, cũng trai, dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của em thế nào? Dạ, ưu điểm của em là em quyết đoán trong việc, không sợ cực, chịu khó làm. Ừ. Còn khuyết điểm là em hơi nóng tính xíu. Dạ. Nhưng mà nóng nhất là em làm cái gì? Em thì nóng lắm thì em bỏ mình vô khác chứ em. Được, được. Không sao, nóng nhiều càng nhiều càng tốt. Em nói về đường tình duyên của mình đi. Trước giờ thì nói là em chưa trải qua mối tình chính thức nào hết. Tức là có những người họ thích em thì em không thích họ. Có người mà em thích họ thì họ lại không thích em. Như vậy có nghĩa là em chưa hề có mối tình nào? Dạ, mối tình chính thức thì chưa. Đôi khi ví dụ như tìm hiểu 1-2 tháng là thấy không hợp thì thôi. Thì thôi. Dạ, xong rồi ở nhà thì cũng có làm mai cho em hai anh. Nhưng mà không biết sao mà hai ảnh giống nhau, rồi cứ gặp em mới 2 lần cái đòi cưới. Vậy hả? Nhưng mà em không chịu, tại vì mới gặp có 2 lần chưa biết gì chưa về nhau gì hết. Dạ cưới. Dạ thì đâu có cưới được. Biết đâu người ta bị tiếng xét tình, ta muốn cưới liền sao? Dạ nhưng mà chắc chỉ ảnh bị thôi, còn em chưa bị cho nên là chưa đồng ý được. À, dạ. Như vậy là mình vẫn còn nguyên bụi phấn à? Dạ chắc vậy. Nó càng ngày bụi nó càng nhiều. Nó càng ngày bụi nó càng nhiều. Đó, bên nhà trai nghe chưa, áp lực ghê chưa? Rồi đàn trai, tình hình tình duyên của em sao rồi? Dạ, tình duyên của em thì em đã có một lần dễ gãy đổ anh. Ừ. Em có cháu chưa? Dạ chưa anh. Mình đổ vỡ như vậy thì tình hình mà giấy tờ này kia đó. Dạ xong hết rồi. Xong hết chưa? Dạ rồi. Em có nộp giấy ly dị cho chương trình chưa? Dạ có. Có nha. Chứ không chứ tụi anh mệt lắm đó ha, phải hỏi cái đó kỹ cho bà con. Chào em. Dạ, chào chị. Bạn trai tôi vậy đó, được không? Ủa ông làm gì như ông thách đố tôi vậy ông Linh? Bạn trai tôi nói sao? Bạn trai tôi vậy đó, được không? Thực ra thì bên nhà gái chị ấy, còn vương bụi phấn mà phấn càng ngày càng dày lên. Thì bên đó bụi phấn là... bên đây cũng bụi đời à. Đâm ra là tự nhiên mình lại thấy yên tâm là bởi vì với một người như vậy mà có một người đã có kinh nghiệm về vấn đề tình trường rồi ha. Yeah. Thì chị nghĩ là em sẽ trân trọng những cái sau và em sẽ là cái người định hướng cũng như là biết là phụ nữ họ cần cái gì, họ thiếu cái gì, cho nên chị khá là yên tâm. Biết nói tiếng Anh không? Dạ không. Không hả? Rồi về bà dạy. Khỏe ghê luôn á, em có học trò đầu tiên liền rồi đó. Dạ. Được chưa? Dạ. Bạn trai em được chưa? Dạ em mời anh. Bạn gái bụi phấn ha. Dạ, dạ bạn, mời bạn anh. Trai vương chút bụi trần thôi. Dạ. Để mời coi. Bụi trần tương đương với bụi phấn nè. Trước khi qua anh gặp bạn gái, anh hỏi em một câu này. Lý do tại sao hai vợ chồng lấy nhau rồi được 1 năm đúng không? Dạ. Rồi gãy gánh. Nếu xảy ra chuyện là em hoàn toàn không có lỗi. Không, cũng có lỗi đó, có điều chưa nhận ra thôi. Nếu người nào có lỗi thì người kia cũng có lỗi một chút. Nhưng mà anh muốn hỏi như thế để anh biết rằng là những cái thiếu sót của mình gì cần bổ sung cho cái mối tình sắp tới đây, để mình cảm nhận được rằng là mình phải chăm sóc người ta như thế nào, mình phải lo lắng thế nào, mình không có nóng tính, mình không có gì đó ha. Thí dụ có những điều đó thì mình hãy rút kinh nghiệm thôi ha. Dạ em chào anh Quyền Linh. À, bây giờ trao đổi với anh ấy thì em có ngại ngùng gì khi anh ấy đã một lần lỡ chuyến đò không?
Dạ không, giống như anh Quyền Linh đã nói thì đã nếu mình đã qua một lần rồi thì mình rút kinh nghiệm để lần thứ hai mình nó tốt hơn. Đúng rồi. Dạ. Mong rằng anh sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để chúng ta có thể bổ sung cho cái mối tình này nó đẹp hơn. Dạ. Được chăm sóc chu đáo hơn. Ha. Dạ. Em ghét nhất đàn ông điều gì? Em ghét nhất đàn ông là gia trưởng. Có không? Em sợ con nữ giận, sợ vợ lắm. Sợ vợ hả? Được. Mà rất sợ là vợ. Nhỏ nhẹ. Em sợ vợ lắm. Sợ vợ là một đức tính tốt. Em thích người đàn ông như thế nào? Có trách nhiệm, có công việc ổn định để cái sau này có thể lo cho gia đình cho nó tốt. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Giống anh Quyền Linh cũng được. Trời ơi, xem lại xài chị cũng được. Anh Quyền Linh là trên cái đất nước Việt Nam này chỉ có một Quyền Linh thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Em nhìn cái mái tóc đó là em thấy không có ai dám xài ngoài ảnh hết trơn hết rồi đó. Thiệt luôn á, có mình anh mình anh dám để thôi. Cái vậy cho nó vui vui chút, phải không? Cuộc đời đôi khi nó cũng áp lực nhiều quá. Có lâu mình cũng tạo hình cho nó vui vui chút, ai gặp cũng cười thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Ừ. Em đi với ai ạ? Dạ, hôm nay em đi với ba mẹ và chị gái. Đầu tiên thì xin chào chương trình. Dạ. Kế tiếp là chào hai MC và bên họ nhà trai. Thì hôm nay đến đây tham dự chương trình thì cũng mong muốn cho con gái nó tìm được một người bạn lý tưởng để lập gia đình. Chú cũng ở Thủ Đức, tự do thế lớn. Nhưng mà chú nhìn hồi nãy giờ thấy hơi quen quen. Dạ con biết chú. Mà không biết có quen hay không. Dạ quen. Chú hỏi thăm con. Quen không? Con phải con của chú Ba Bon không? Dạ chính xác. Trời ơi. Rồi xong. Rồi xong. Thì như vậy thì tức là hồi nãy vừa lên là tôi nhìn thấy hơi quen. Trời ơi, rồi anh Ba Bon là gì? Vậy là quá trời gần luôn. Xin lỗi, là bên nhà trai là ai đại diện cho bên? Dạ Úc. Chị Úc hả? Dạ. Bởi vì nếu trường hợp mà chú Ba với chị Ba đi, anh Ba đi thì tôi nhìn tôi biết liền. Trời ơi. Tại vì ở gần mà. Thịnh đây ở khu phố 3, tôi ở khu phố 5, cách nhà cái cầu. Tôi tới lui thường xuyên đó, mua sâu cho chim ăn thì tôi gặp này hoài, có đâu có lạ gì đâu. Rồi. Cái này là cái duyên, cái này là cái duyên. Mong hai đứa tự tìm hiểu nhau. Nếu mà đàn trai đi đông là quen hết rồi ha. Rồi, mời vô. Tôi là dì của Thịnh, hôm nay là đại diện cho Thịnh để mà gặp gỡ và thấy cháu bên đây thì dễ thương. Có duyên, cũng mong cho là hai cháu tạo cho một cái cơ hội bấm nút tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Con bấm nút đi nha. Hỏi giới thiệu Út có biết hết rồi. Nhiều khi qua sớm qua lại biết rồi. Thôi mở rào cho tụi nó đi. Thôi mở đi, mở đi. Tụi nó biết hết rồi. Tôi với ông bây giờ là coi như không còn gì để hàng mà xóm với nhau đó. Mà ừ rồi. Mở rào đi, biết đâu gặp nó. Trời ơi, hôm nay gặp hoài. Mở rào. Dạ em chào anh. Tặng quà nhận quà đi nè. Hôm nay nó chưa biết rồi. Mặt nó ngỡ ngàng là nó chưa biết. Tặng cho em. Dạ sô cô la. Em hay ăn thử. Tình yêu đó. Dạ không, chắc là để hay để lát em ăn sau được. Ừ, ngọt ngào như sô cô la. Dạ em cảm ơn nhiều. Cái này thật sự là nó không có giá trị về vật chất lắm, nhưng mà do tự tay em làm cho nên mong là anh sẽ thích. Dạ, tại vì cũng đang mùa dịch nên là em may một ít khẩu trang để tặng anh. Để okay. Anh có thể dùng mỗi ngày để anh nhớ tới em mỗi ngày. Ok, cảm ơn. Tự nhiên nay hai màu xanh rồi cũng ngắt xanh ha. Mặc đồ cặp đồ. Cặp á. Giống như ông bà Mai Tây thì cũng nó tím rịm qua xin. Tím rịm á. Thằng bà mặc đồ tím coi được, thằng ông mặc tím kỳ lắm á. Mà cái áo của ông nó sặc sỡ hơn của tôi, nó có một chùm bông ở đây nữa nè. Hết hồn à. Ai lấy áo này vậy trời. Anh với anh ở gần, rất là gần nhau nhưng mà hôm nay mình mới biết. Dạ đúng rồi. Hôm nay mới gặp mặt. Gặp em thì anh có ấn tượng gì không? Anh có hơi bất ngờ xíu. Bất ngờ sao? Bất ngờ tích cực hay tiêu cực? Dễ thương hơn em nghĩ. À tức là dễ thương. Dạ, hơn em tưởng tượng đúng không? Em có nghĩ là mẹ nàng dâu này chồng như thế nào không? Nàng dâu mẹ chồng thì em nghĩ là chỉ cần mình thương mẹ chồng như mẹ ruột thì mẹ chồng cũng sẽ thương mình như con gái ruột thôi. Em có gì muốn hỏi anh không? Dạ em có vài câu hỏi là không biết là anh có hút thuốc hay có uống bia được không? Cái hút thuốc thì anh bỏ lâu rồi. Thì còn bia rượu thì phải có tiệc tùng mới uống chứ không có uống tung tung. Nếu sau này ở trong gia đình thì anh có sẵn sàng giúp đỡ vợ cái việc nhà hay không? Chắc chắn rồi. Phụ được vợ gì thì anh sẽ phụ. Sẵn sàng điều đó. Dạ giống như hồi nãy ba em có nói thì giờ chỉ còn mình em mà chưa có gia đình nên ở với ba mẹ.
Em đặt trường hợp là nếu như muốn anh ở rể thì anh có đồng ý không? Anh cũng biết nhà chú mà, từ nhà anh xuống nhà chú chưa được 500 mét nữa. Dạ đúng rồi, gần thở ghê luôn, thở dễ sợ. Vậy gì ở dâu ở rể đâu quan trọng nữa rồi. Quan trọng. Sáng ở dâu chiều ở rể. Mua cái căn nhà ở ngay chỗ 250 mét đó. Ở giữa đó. Ở giữa. Chạy qua chạy lại cho nó gần. Không có khó, chuyện này khỏi nói. Bây giờ thử đi. Nếu mà có cuộc mà nào mà gây gỗ với nhau mà giận hờn với nhau, ai sẽ là người xuống nước? Thì nếu mà xảy ra bắt đầu quan điểm giữa hai người á, thì anh sẽ người là người bỏ đi chỗ khác trước để sau đó mình quay lại nói chuyện. Tại lúc mà mình đang nóng thì mình nói không có gì ra gì hết trơn á. Dạ đúng rồi. Rõ ràng quan điểm của bạn, dạ, bạn rất đồng ý với cái cách đó của em. Vậy là thấy vui rồi, thấy khỏe rồi đó. Cái lúc mà người ta bỏ đi mình ở nhà mình kiếm gì ăn em? Dạ hoặc là mình lấy tiền đi shopping. Đúng rồi, đó vậy đi. Dạ. Cái ông hết dám đi nữa. Bây giờ Thịnh đứng lên ha, mình bước tới bạn gái. Nói cái gì chân thành nhất á. Dạ. Sát bên nhà mà. Anh hy vọng là sau ngày hôm nay anh với em tìm hiểu nhau nhiều hơn. Có thể là mình cho nhau một cơ hội. Quá trời hay luôn. Rồi, trở về với ghế ngồi cho các bạn. Để tay vào nút bấm, kiểm tra con tim của mình. Nếu thật sự chúng ta cảm nhận đây là người có thể cùng nhau đi suốt quãng đường còn lại thì bấm. Còn nếu không, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Cạch cạch rồi, tôi thấy hai cái cạch cạch rồi đó. Chính thức các bạn. Linh ơi cưng quá à. Nè, hai cái màu xanh, hai cái màu tím cưng sao đâu á. Ai đưa túi áo kỳ quá. Hôm nay chính thức là các bạn hẹn hò với nhau trước mặt đại diện hai bên gia đình. Đầu tiên, bây giờ Thịnh nói gì với cô chú đi. Thưa chú, thì hôm nay con đến đây tham gia chương trình thì cũng là cái duyên. Con không ngờ là gặp cô chú ở đây. Thì con xin phép cô chú là cho con tìm hiểu bé. Thì con sẽ cố gắng làm hết cái khả năng con là có thể lo cho bé được hạnh phúc. Dạ. Dạ con chào dì và chào gia đình nhà trai. Dạ con cũng xin phép dì cho con với anh tìm hiểu nhau. Thật sự đây là một cái duyên rất là tuyệt vời. Và bây giờ là nụ hôn đầu tiên mà Thịnh dành cho bạn gái của mình. Dạ con xin phép chú. Được không em? Phải được thôi. Dạ. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc. Tiếp đây đi qua thăm tặng chào cho nha. Mẹ, chào dì. Chào dì. Cái cô bạn gái này nè, cô nói bây giờ cô muốn em chuyển về Sài Gòn với cô. Thì em có đồng ý không? Nhậu em nói ở đây không phải là gọi là bê tha hay gì đâu, anh đừng có lo. À. Dạ, tức là mình giao tiếp thôi. Anh một, sợ hả? Một tuần thì anh giao tiếp. Sợ nhậu hay sao? Một tuần em giao tiếp mấy lần? Mà anh này vào thì cuối anh cuối tuần thôi à? Sợ thì không sợ, dạ, chỉ là anh quan ngại sâu sắc một tí thôi. Anh yêu em có tiếng nói dịu hiền và đôi mắt của mùa thu trong sáng. Anh yêu em không có ngày có tháng và chỉ biết không nhớ em là không được. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào em. Rồi, em giới thiệu về mình đi em trai. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Hồng Vương. Em năm nay 29 tuổi, sinh ra tại quê hương Diễn Châu, Nghệ An. 5 năm tuổi thì em theo gia đình vào Đắk Lắk xây dựng vùng kinh tế mới. Tới năm em 18 tuổi thì em xuống Vũng Tàu sinh sống và làm việc cho tới bây giờ ạ. Tức là giờ hiện nay là Vũng Tàu với ai? Tới giờ thì em sống ở Vũng Tàu một mình. Em đã từng làm nhiều nghề rồi, trong đó có nghề em làm lâu nhất, đó là em làm quản lý khách sạn. Em làm quản lý khách sạn là em có từng chụp hình với anh rồi đấy. Ủa vậy anh có vô khách sạn hả? Anh có dẫn vợ anh và hai nàng công chúa. Trời may quá. Trời ơi, tôi nhóm vậy rồi đó Linh. Tôi nhóm vậy rồi luôn á. Tôi sợ nó nói vô với ai. May quá. Ủa rồi bây giờ em đang làm gì cưng? Cũng quản lý khách sạn luôn. Hiện tại thì em đang còn kinh doanh homestay
Và em làm thêm về bên môi giới bất động sản, của nhà kinh doanh. Homestay ở Vũng Tàu hả? Ở Vũng Tàu đúng rồi. Linh nhớ lấy địa chỉ Linh. Đặng né. Không, mình đi với vợ con mà. Đi ai đâu mà né. Thôi em sao nè, gỡ cho anh Linh đi. Anh rối lắm rồi, tự giới thiệu nói lớn lên là lớn ác cảm xúc em, của anh. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào và em. Chào anh Vương. Chào em. Và chào quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Thì em xin được tự giới thiệu, em tên là Thủy Trúc, năm nay em 29 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng tại Xí nghiệp Công nghiệp và Dịch vụ Ô tô. Dạ. Ở đâu em? Dạ, hiện tại em đang công tác tại Thủ Đức ạ. Nhà em ở Gò Vấp. Là hiện tại là mình ở Vũng Tàu luôn hả anh? Đúng rồi em, anh ở Bãi Sau á. Anh có thấy khoảng cách giữa em với anh có xa không? Anh nghĩ là một chuyến xe nó chỉ mất 2 tiếng đồng hồ thôi. Thì nếu như 5 giờ chiều mình tan ca thì 7 giờ tối vẫn có thể gặp được nhau rồi. Là anh từ Vũng Tàu anh lên Sài Gòn đúng không ạ? Đúng rồi em. Anh nghĩ là nhiều người nói thế này này, tức là khi chúng ta rảnh chúng ta gặp nhau. Nhưng mà anh nghĩ là nếu như mình cần và thích nhau á thì chúng ta sắp xếp cố gắng để mà có thể rảnh để gặp một ai đó. Dạ. Hay. Cho nên là anh sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể của bản thân mình. Quan trọng là tình yêu có thăng hoa không thôi. Nếu mà tình yêu đủ thăng hoa, đủ chín á, là dọn từ Vũng Tàu về Sài Gòn luôn. Chuyện đó bình thường. Ừ, thế còn bây giờ bạn giới thiệu hết những gì mà mình muốn nói để cho bạn trai kia hiểu về mình. Ưu điểm của em á, thì em hoạt ngôn, hòa đồng vui vẻ với mọi người và chân thành. Còn yếu điểm của em thì em khá là nhạy cảm. Tại vì em sống thiên về tình cảm. Cho nên là em sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, đặc biệt là những người thân của em. Đó. Còn cái khuyết điểm nữa là em là người rất là thẳng tính. Tức là em không hài lòng một cái vấn đề gì đó là em nói thẳng luôn. Nói liền luôn, dạ, không có để bụng. Dạ đúng rồi, em nói liền luôn. Dạ. Em cũng có thích nhậu nữa. Dạ, em không biết là bạn nam ở bên kia như thế nào, nhưng mà lâu lâu á thì em hay cùng đồng nghiệp và cùng những anh chị em là đi nhậu với nhau. Tử lượng của em là tính như thế nào? Tính ly hay là tính lon? Em uống mà em có thể kiểm soát được là tầm khoảng 5 lon. Dạ, còn 5 lon. Dạ, ly thì không có tính ly chị. Rượu phải uống bằng ly chứ đúng không? Dạ đúng không, rồi. Tính lít á. Tính bằng xị hay là tính bằng lít á, anh Linh hỏi vậy? Dạ xị thôi ạ. Xị. Dạ. Em ơi, anh hỏi chút này. Dạ. Em bảo là 5 lon là em còn kiểm soát được. Vậy thì em có hay không kiểm soát được bản thân không? Dạ không anh. À. Dạ. Rồi, em trai, bây giờ em hãy nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là tính em thân thiện, hòa đồng và có khả năng giao tiếp tốt với mọi người. Đúng rồi, quản lý khách sạn mà. Đủ mọi lứa tuổi, tức là em có thể nói chuyện và chơi những bé 1, 2, 3, 4 tuổi cũng được. Quá tốt. Hay là đến những người lớn tuổi 60, 70 tuổi. Giống anh đó, anh là giao tiếp ai cũng được hết. Mình nói chuyện tình yêu đi. Dạ. Bên kia có mấy mối tình rồi em gái? Dạ, hiện tại thì em có 2 mối tình ạ. Hiện tại hả? Dạ không, em nhầm trước đây ạ. Mối tình dài nhất là khoảng 3 năm, nhưng mà tụi em yêu xa. Rồi mối tình ít nhất là mấy năm? Dạ 1 năm ạ. Thì do bên em, tụi em không cùng quan điểm với nhau. Hùng Vương, em có mấy mối tình rồi? Em thì có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là hồi còn đi học cấp 3. Rồi. Thì đó là mối tình đầu. Mấy năm? 2 năm ạ. Rồi mối tình kế tiếp? Mối tình kế tiếp thì là mối tình hồi sinh viên. Mấy năm? Thời gian cũng diễn ra rất là ngắn. Chỉ mấy tháng thôi. Mấy tháng rồi. Sau đó thì mối tình gần đây nhất thì em có yêu nhau là 2 năm. Vậy là cũng gần 5 năm dạ. Với tình yêu rồi. Dạ thì... Tại sao lại chia tay với mối tình đó? Hai người tình yêu chưa đủ lớn để có thể sẵn sàng thay đổi vì nhau. Quan điểm khi tiến đến hôn nhân gia đình nó khác nhau. Em có thấy mình có thiếu sót gì trong các mối tình đó không? Em nghĩ là bản thân mình biết em là học thiếu sót cái gì? Là quan tâm với đối phương hơn. Đó. Tức là cái thiếu sót của mình là mình thiếu quan tâm đến đối phương. Cái này mình phải rút kinh nghiệm. Bởi vì trong tình yêu nếu không quan tâm chăm sóc thì tình yêu không đủ lớn. Tại sao tụi anh lại nói chuyện về quá khứ? Tức là sau những mối tình thất bại đó mình rút kinh nghiệm gì để mình biết, để mình bổ sung cho cái mối tình mới, chứ không phải là mình moi cái chuyện quá khứ làm gì. Rồi, như vậy là rõ. Chúng ta sẽ đến với những cái gì mới hơn, một cái mối tình mới, và cố gắng chăm sóc những cái gì mà thiếu thôi từ ngày xưa giờ nha. Em ơi, với em cái người bạn gái mới mà em muốn tìm hiểu á, thì em muốn cái bạn đó phải như thế nào? Em chào chị. Chào em. Em thích chị từ ngày mà đóng những phim hài với anh Xuân Hinh á. Trời ơi, công nhận cái trí nhớ của bạn này rất là tốt, đúng không? Nhưng mà chắc chắn là chưa bao giờ em thấy chị ở một khách sạn nào. Trời ơi. Sao bây giờ em nói cho chị nghe coi là cái bạn gái của em á, bây giờ em muốn bạn như thế nào, ngoại hình ra làm sao, hay là phải giống với một cái mẫu hình lý tưởng nào mà em nghĩ trong đầu? Em thì em không một hình mẫu lý tưởng nào cả. Em thích cảm giác yên bình bên người có tính cách mà họ thiện lương, biết thương cảm với những hoàn cảnh khốn khó,
Và nếu một người thích kinh doanh càng tốt. Là bây giờ mình đang làm homestay với lại ngành bất động sản. Dạ đúng rồi. Thực ra thì em thích những người phụ nữ có tính cách một truyền thống pha chút hiện đại ấy. Cố gắng vun vén cho gia đình cũng như cho dòng họ hai bên nội và ngoại. Mọi thứ nó hài hòa. Có những khi mà mình hơi quá một chút thì hai bên tự cân bằng với nhau. Mà nóng tính quá thì nhiều điều sẽ không hay nói trong lúc mà mình quá nóng. Chào xem đàn gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Em là cô gái rất là thông minh. Dạ. Anh nghe nói thôi, anh biết rằng em là người giao tiếp cũng rất là tốt. Dạ, em cảm ơn anh. Em thích... Không thích điều gì đàn ông? Em nói điều em thích trước đi. Dạ, thứ nhất em thích một người đàn ông chân thành, ấm áp, biết cách cư xử với lại người lớn. Còn cái điều mà em không thích đó là, thứ nhất là keo kiệt, gia trưởng, lăng nhăng. Và thích thể hiện mình á, tức là không có khiêm tốn. Em qua cái tuổi yêu đầm thắm, yêu cuồng nhiệt rồi. Bây giờ tức là yêu... bây giờ em chỉ muốn một cái tình yêu êm đềm thôi. Êm đềm đúng không? Dạ đúng rồi. Mình chưa gặp nhiều, mình chưa biết như thế nào. Nhưng mà qua cách giao tiếp thì nghĩ rằng người đàn ông này có thể nói là 80-90% đúng với những gì tiêu chí bên đàn gái đó. Rồi để tôi hỏi chuyện nhà trai một chút xíu nè. Nói nghe nè bé. Ví dụ đi, cái cô bạn gái này nè, cô nói bây giờ cô muốn em chuyển về Sài Gòn với cổ, thì em có đồng ý không? Em nghĩ là nếu hai người mà đã quyết định một cách chắc chắn sẽ đến với nhau, xây dựng thành một hạnh phúc gia đình á, thì nơi nào có thể phù hợp với bản thân của hai đứa thì mình sẵn sàng về nơi đó. Y như anh, tức là khi ta đã xác định mình lấy nhau, mình cưới nhau, thì ở đâu có điều kiện, có công việc ổn định, có sự phát triển về kinh tế, chúng ta sẽ quyết định ở đó. Bạn nam này rất đẹp trai nè, mà ăn nói thì rất là ngọt ngào. Nhiều khi mình ghen lồng ghen lộn lên mình chịu không được. Ví dụ vậy thì sao? Xa quá trời luôn. Thì đó, thì đâu đó có xa. Vấn đề quyết định là do hai do bạn. Do các bạn thôi. Bây giờ mình sẽ tham khảo ý kiến người thân. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị hai của em ạ. Chị hai. Chị hai ạ. Rồi chào chị hai. Dạ em chào anh Huyền Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Em xin chào chào Vương. Em là chị hai của bạn Trúc. Bạn Vương thì rất là bản lĩnh, rất là giỏi về giao tiếp, có khả năng là vun vén cho gia đình á. Chị cũng hy vọng là qua cái chương trình này, hai bạn đã nhờ chương trình có cái duyên để gặp nhau rồi, thì mình cũng nên cho nhau một cái cơ hội. Trước tiên là có thêm một người bạn, sau đó thì cái chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Em xin hết ạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị gái. Còn Vương đi với ai Tuấn? Em đi với em trai ruột của mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay. Em là em trai của anh Vương. Thì qua cuộc nói chuyện vừa rồi á, em cảm thấy là chị gái là một người rất là có kinh nghiệm và một người từng trải. Và năm nay thì hai người cũng đã 29 tuổi rồi, thì em mong hai người sẽ có một sự lựa chọn chín chắn và trưởng thành nhất để đưa ra quyết định sáng suốt nhất ạ. Nhưng mà em thấy chị gái được không? Dạ chị gái rất là xinh ạ. Hợp với anh trai mình về tính cách về này kia không? Dạ cái đó thì em chưa dám chắc, nhưng mà em tin là sẽ hợp nhiều lắm ạ. Sẽ hợp nhiều lắm. Dạ vâng. Rồi cảm ơn sự góp ý của hai họ ha, trai và gái. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt đi, rồi hai bạn sẽ quyết định nha. Okay. Mở rào. Dạ, em có anh một cuốn sách tặng anh. À, cảm ơn. Dạ, anh cũng hay đọc sách đó. Anh thích sách từ nhỏ. Dạ, vâng. À, anh có thể mở ra xem dạ, là tựa dạ. đề cuốn sách được không? Dạ, được ạ. Tựa đề cuốn sách là Bạn đắt giá bao nhiêu? Cái này là nội dung của nó là về kinh tế hay là về gì em nhỉ? Dạ về tâm lý, tình cảm. À. Dạ. Anh đã đọc cái cuốn Hiểu về trái tim này chưa ạ? Anh đọc rồi. Cuốn Hiểu về trái tim của tác giả Minh Niệm. Thì anh muốn gửi đến em cái này là với cái này. Anh vốn là người rất sống rất là chân thành. Anh nghĩ là những cái gì từ trái tim á, nó sẽ đến với trái tim. Kèm theo đó thực ra cuốn này thì hầu như là doanh thu bán sách đều mục đích để làm từ thiện. Dạ. Thế nên anh xin gửi em cái món quà này, mong em đọc nó. Dạ vâng, em rất cảm ơn anh ạ. Dạ. Anh nói về cuốn sách Hiểu Trái Tim cho em nghe. Anh là chủ tịch hội Hiểu Về Trái Tim. Tụi anh sản xuất ra cuốn sách này để bán, để lấy tiền mổ tim cho trẻ em. Cũng nhờ cuốn sách Hiểu Trái Tim này mà tụi anh mổ gần 2.000 ca mổ tim cho trẻ em, gọi là kém may mắn trong cuộc sống đó em. Dạ. Rồi bây giờ thì các bạn có thể trò chuyện cảm nhận về nhau lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó. Anh có gì hỏi em không? Nói về chuyện ăn nhậu đi. Thôi mình bỏ dạ. chuyện ăn nhậu bên đi. Không, em xin phép em hỏi một chút xíu thôi. Mình chuyện nếu như người bọt, đàn ăn nhậu mình không của em không thích em ăn nhậu. Dạ. Em có sẵn sàng thay đổi không? Cái tính chất công việc của em thì cũng
cũng có giao tiếp với khách hàng, cũng có đi với bạn bè. Nhậu em nói ở đây không phải là gọi là bê tha hay gì đâu, anh đừng có lo. Dạ, tức là mình giao tiếp thôi. Anh sợ hả? Một tuần thì giao tiếp. Sợ nhậu hay sao? Một tuần em giao tiếp mấy lần? Mà anh này vào thì cuối anh... tuần thôi à? Sợ thì không sợ, dạ. Chỉ là anh quan ngại sâu sắc một tí thôi. Em biết nấu ăn nhưng mà em không thích. Em chỉ thích gọi là sơ chế. Thì anh có nhận xét gì về cái vấn đề đó không ạ? Ai cũng vậy, con chim sẽ bay về tổ ấm. Con người ta thì thích cảm xúc tích cực. Thế em đi đâu em muốn về nơi nào đó mà chào đón mình ấy. Giả sử như em lập gia đình đi, mà người chồng em muốn em nấu cơm thì em có sẵn sàng em thay đổi hay sẵn sàng em tìm hiểu không để em nấu được? Dạ có. Quá dễ, lên Google gõ, ta nói rất nhiều cách nấu ăn, anh là không biết nấu ăn. Cứ như thế mười mấy năm mình trở thành một đầu bếp gia đình. Đơn giản là nói như thế để thấy các bạn thấy rằng là không biết nấu ăn, mình học nấu ăn. Không có khó, lên Google search nấu món gì ra hết. Em tìm một người bạn đời như thế nào? Em tìm một người bạn đời có thể đồng hành cùng em. Chứ đừng gọi là... Em không có khái niệm là hai người phải hy sinh vì ai đó mà hy sinh. Mà hai người phải cùng nhau đồng hành với nhau. Thì cái đó là mới gắn bó, mới bền lâu được. Chứ một người mà hy sinh và một người kia không trân trọng thì cái cuộc hôn nhân đó nó sẽ không có kéo dài lâu được. Nếu hai người cãi nhau, ai là người xin lỗi? Theo em thì sao? Tại vì cái tính của em á, nhiều khi cũng ngang. Dạ. Nếu vậy thì em hãy đọc thật kỹ cuốn sách anh tặng em ấy. Dạ. Nó dạy chúng ta biết điều tiết cái cảm xúc của bản thân rất là nhiều. Kể cả lúc vui, lúc buồn, giận dữ. Và lý giải rất là hay. Rồi, chúng ta hãy tiến gần đến nhau. Nào, nắm tay nhau để cảm xúc về nhau. Và... em có năng khiếu hát hay đọc thơ gì không? Em hát. Bây giờ là tháng 11 rồi nhưng mà em hát một bài liên quan tới tháng 10. Được. Ta gặp nhau vào chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. La la la, la 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 la. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái phải làm sao. Trời ơi, lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ. Vì chỉ thấy nắng trong tim mình say du đu, du đu. Em xin hết ạ. Em có giọng ngọt ngào, dạ, dễ nghe, dễ thương. Anh chỉ nhớ duy nhất một bài thơ ấy, là ngày xưa đọc lén được thư tình của mấy cái người mà viết cho dì anh từ lâu lắm rồi, dạ, hồi anh còn nhỏ. Đó là có một câu như này: anh yêu em có tiếng nói dịu hiền và đôi mắt của mùa thu trong sáng. Anh yêu em không có ngày có tháng và chỉ biết không nhớ em là không được. Dạ, cảm ơn anh, bạn thấy rất là hay. Mời các bạn về vị trí. Bây giờ các bạn đã trao đổi với nhau, các bạn đã nhìn nhau, được sự góp ý của hai bên gia đình. Chúng ta đã nắm tay nhau để cảm nhận cảm xúc về nhau. Suy nghĩ xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Suy nghĩ xem ta có nên bấm nút hay không? Trái tim mình có rung động thật sự hay không? Bấm nút là trao duyên đi. Chúng ta không bấm nút vì bất kỳ điều gì nha các bạn. Sau 3 tiếng đếm các bạn sẽ quyết định. 3 2 1 Hết thời gian. Anh xin chia sẻ một chút thế này này. Anh nghĩ rằng bên ngoài kia sẽ có rất là nhiều chàng trai bấm nút cho em. Nhưng mà anh nghĩ rằng cá nhân anh nghĩ rằng anh không phải là người phù hợp với em. Cảm ơn bạn đã chân thật với trái tim của mình. Rất tiếc các bạn chưa rung động, chưa bấm. Thì đúng như bạn trai nói, ở ngoài kia có rất nhiều chàng trai sẽ bấm cho em gái. Và cũng rất nhiều em gái sẽ hợp với chàng trai sẽ bấm nút cho em. Chúc cho hai chúng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ từ trái tim của các bạn. Món quà của các bạn vẫn giữ lấy làm kỷ niệm. Người lạ ơi, có đôi khi chúng ta gặp nhau trên đường đời một lần nữa thì sao? Hiện giờ thì cảm giác bạn gái thế nào? Mình không thể đi cùng nhau, nhưng mà mình có thể là bạn của nhau. Đúng rồi. Mình sẽ có thêm một cái mối quan hệ mới. Biết đâu sau này em có dịp về Vũng Tàu thì em cũng có thể liên hệ với anh, hoặc là sau này em có thể em mua căn hộ hoặc là mua nhà gì đó thì em cũng có thể liên hệ với anh, hoặc là anh cần ô tô thì anh có thể liên hệ với em.
không vấn đề gì hết. Đúng rồi, một cô gái rất bản lĩnh. Coi như giao tiếp liền luôn đó. Giao tiếp đặt mối quan hệ buôn bán liền, ngay và liền. Chúng ta cứ đưa ra quyết định của mình, đó là quyết định của mình. Cho dù người khác không quyết định đúng như mà ý mình muốn, đó là bản lĩnh của một người con gái. Anh rất là phải nói rất nể em vì điều đó. Dạ. Chúc các bạn sẽ trở thành những người bạn với nhau nha. Và chúng ta sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn người yêu cho anh. Vân nghĩ là như vậy nè. Thực ra là các bạn đến đây là cái duyên. Nhưng mà khi mà cái nợ mình không đến được và các bạn sáng suốt nhận ra được cái điều đó, để các bạn không phải bấm, không phải trao duyên, thì là Vân lại nghĩ điều đó nó lại là hay. Đúng rồi. Tùy theo cặp mà mình tiếc nuối, nhưng có những cặp mà Vân thật sự là cảm thấy các bạn rất là sáng suốt. Bởi vì các bạn là những con người rất bản lĩnh, giống như là hai bạn vừa rồi. Vân thấy là chúng ta không rất tôn trọng, rất tôn trọng quyết định của các bạn. Trong bạn mối hẹn hò, chúng tôi luôn luôn nói với các người chơi rằng chúng ta không bấm nút vì mọi giá, mà hãy bấm nút bằng cả trái tim của mình. Kỳ quá à, hai đứa này nó có cái nét phu thê. Ủa có nữa hả? Thiệt. Sao Vân nhìn hay vậy ta? Không biết nữa mà dòm vô sao thấy nó kỳ quá à nè. Em có một cái nết rất là xấu, đó là cái nết ngủ. Ngủ thì ví dụ như ngủ thì em phải ôm cái gì đó em mới ngủ được. Em ơi, anh là một người đàn ông thật là chuẩn men, không giống như ai kia. Không giống như ai kia. Ai kia là ai? Có hai người đứng đây. Tôi nói anh nói ai kia là ai? Tôi nhớ. Mấy cái này hay đụng mấy cái dây thần kinh ấy nó. Coi chừng nó đứng hình luôn. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Bây giờ trời thì mình giới thiệu về mình đi em trai. Em tên là Lê Ngọc Hiệp, em sinh năm 1994, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Thì em có mở một quầy thuốc tại Bình Dương. Đó sao mà mình thì thầm vậy trời, bộ hai người nói riêng tư với nhau hay giọng sao vậy? Hiệp nhỏ vậy đó. Ừ. Rồi cô gái có hai cái má lúm đồng tiền, giới thiệu về mình đi. Dạ, chào quý khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào anh bên kia. Em là Hoài Hương, năm nay em 24 tuổi, quê em ở Trà Vinh, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và em đang làm tư vấn viên online của thẩm mỹ viện K-Spa. Em ở quận mấy vậy? Dạ, em ở quận 10 ạ. Đi cũng khoảng cách cũng xa ha. Dạ. Rồi, đàn trai muốn biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của bên đàn gái. Điểm mạnh của em là hòa đồng, thân thiện, chân thành với mọi người, thích nấu ăn. Nấu thì nó không có ngon lắm, nhưng mà cố gắng ăn thì nó cũng được. Em thích cắn. Cắn? Cắn ai mà bị sức mẻ cái răng chưa? À, dạ, cắn mẹ. Tại kiểu giống như lâu lâu đi về quê, cái thương quá không biết làm sao á. Cái vuốt tay, cái thọc cái. Trời, tội nghiệp mẹ quá. Có một cái là vừa là ưu điểm mà vừa là khuyết điểm luôn, là em hơi thẳng tính. Với lại làm việc gì nó cũng nhanh, kiểu cập xong. Em hơi hậu đậu, nấu đồ ăn xong rồi mới nhớ là chưa nấu cơm. Cắm cơm rồi vẫn chưa có cơm ăn, tại vì quên bật nút. Chưa bấm nút đúng không? Dạ. Thôi bây giờ thì đàn trai cho mình biết được cái ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là một người thích học hỏi. Khuyết điểm của em là một người hơi bị nóng tính, nhưng mà em biết kiềm chế cảm xúc lại. Nhưng mà nóng nhất là em, là em làm gì? Em nóng nhất là em im lặng, là em bỏ đi. À được. Có nghĩa là bên đó hơi nóng tính hả? Bên đó hơi nóng tính. Nói nghe nè em, em có cái tật xấu gì không? Em có một cái nết rất là xấu, đó là cái nết ngủ. Ngủ thì ví dụ như ngủ thì em phải ôm cái gì đó em mới ngủ được. Ví dụ như uống trà, cà phê, trà sữa, nước ngọt. Mà sau 12 giờ trưa là tối đó là xác định luôn. Cuộc sống bế tắc luôn, là thức tới 2-3 giờ sáng luôn. Nếu anh chồng thì ôm chồng ngủ có gì đâu. Nhưng mà hiện giờ là em đang ôm cái gì? Em đang ôm cái gói, cái con gấu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình. Mối tình gần đây nhất là khoảng 1 năm. Và nó em quen được khoảng 6 tháng à. Ở mối tình kia dài không? Mối tình kia là nó hơi dài khoảng 3 năm. Nói chung lúc đó là em mới ra trường, là em lo là em lo đi làm á. Em ít quan tâm đến bạn nữ. Nếu mà yêu nhau mà không quan tâm chăm sóc nhau thì dễ đổ vỡ lắm. Bạn thì sao, bằng mấy mối tình rồi? Em được 4 mối tình. Cũng khá khá ha. Hai mối tình là thời học sinh, một mối tình từ sinh viên, và một mối tình gần đây nhất là mối tình đồng nghiệp. Đồng nghiệp được mấy năm? Dạ, đồng nghiệp thì khoảng tầm mấy tháng thôi. Tại trong công việc của em là người khá là nghiêm chỉnh, trầm tính, chững chạc. Còn ra ngoài thì ở kế người yêu thì mình thoải mái, mình bung lụa thôi. Nhiều khi nhõng nhẽo này kia nữa, cho nên là anh đó không chịu được. Em ơi, em chịu đựng được cái người mà cắn em không? Dạ, được chưa?
Không sao hết, tại vì em nhà em bán thuốc tây mà. Có gì là em lo hết vậy. Đàn gái cho tôi biết được là bạn muốn tìm một nửa yêu thương của bạn như thế nào? Dạ, cái gu của em thì cao trên 1m68. Gu 68 trở lên ha. Dạ. Anh hơn em rồi, tôi bắt em lầm ạ. Tốt, gì nữa em? Dạ, ngoại hình ưa nhìn hơi tròn tròn xíu được rồi. Để ôm cho đã. Không hút thuốc, không cờ bạc, không gái gú, không lăng nhăng, không gia trưởng. Nhậu thì nó ở mức độ thôi. Và hiện biết là mình hiện tại đang đứng ở đâu và cần làm gì để mà tạo cái cuộc sống happy cho mình với những người mình thương. Em có cờ bạc không? Không nè. Có gái gú không? Không. Có lăng nhăng không? Không. Hút thuốc không? Không luôn. Uống rượu không? Uống rượu. Uống ít à? Uống ít rồi. Rồi có hai chai à? Coi như 100% bên đây ta yêu cầu là bệnh có hết luôn á. Có hết luôn á. Bây giờ bạn muốn yêu cầu bạn nữ ở bên đây như thế nào, hoặc là cái gu của bạn ra làm sao? Cao khoảng 1m55 đảo lên là được. Nhìn dễ nhìn, dễ thương. Dễ thương phải không? Nói chung là em cao 1m64 được không anh? Được em ơi, quá được luôn. Quá được đúng không? Quá được. Đây 68-64 được rồi. Thôi. Chào cưng. Khôi ngô tuấn tú đúng không? Thấy hợp với thằng gái không? Chị dễ thương quá. Chị dễ thương quá à. Ôi cảm ơn em. Dạ. Trời ơi là thích rồi đó, không cần phải hỏi tài sản nữa rồi. Không cần nữa, coi như là cho qua hết. Biết sao phải dòm không? Kỳ quá à, hai đứa này nó có cái nét phu thê. Ủa có nữa hả? Thiệt. Sao Vân nhìn hay vậy ta? Không biết nữa mà dòm vô sao thấy nó kỳ quá à nè. Má lúng đồng tiền á, em có thích không? Có chị. Có càng má lúng là nhìn càng dễ thương. Trời ơi, tùy má lúng nha em. Lúng đều nguyên mặt là mệt lắm á. Cái điều gì là cái điều em không thích ở bạn gái mình? Hàm ràm. Với lại một người nói chuyện ngang ngược, với lại không biết lễ phép với người lớn. Càm ràm lèm bèm là 100% các bà vợ đều bị cái bệnh đó. Ví dụ như lúc mình yêu á, là chưa càm ràm đâu, nhưng mà lấy về rồi là càm ràm. Tại vì á, những ông chồng sẽ lòi ra một số những cái yếu điểm và tật xấu mà bắt buộc cho em phụ nữ chúng tôi phải càm ràm. Càm ràm thì càm ràm cũng có giờ. Cứ hỏi ra càm ràm lửa lúc mà người ta đi làm về mệt á. Càm ràm là đàn ông không có thích. Về mệt mồ hôi mồ kê đổ, chưa ăn uống, chưa có tắm rửa gì vô là càm ràm. Lúc đó người ta sẽ nổi máu điên lên liền. Bộ người ta điên hay sao tự nhiên người ta càm ràm? Ủa đâu có khùng. Nói mệt lắm, tắt tiếng, khan tiếng, rảnh lắm ở không rồi đứng càm ràm như một con mụ điên. Có nhiều lúc á là ta buồn ngủ, ta làm gì mà tắm rửa, ta ăn cơm, sao ta buồn ngủ, ta leo lên giường chuẩn bị ngủ bắt đầu càm ràm. Trời ơi, bây giờ về nè, chưa tắm rửa chưa gì mà leo lên giường ngủ, vớ bọng đồ để nguyên đai nguyên kiện vậy á, đi từ sáng tới chiều phải càm ràm chứ. Thì qua chỗ khác ngủ để ta mệt, ta ngủ cho nó sáng cho nó khỏe đi, rồi ta tắm rửa cũng đâu có sao đâu. Thôi ly dị đi, thôi ly dị đi. Thôi ly dị đi. Mắc cười quá à. Đàn ông và phụ nữ phải rút kinh nghiệm ha. Đúng rồi. Qua câu chuyện này. Rồi, để tôi coi mắt. Trời ơi, dễ thương quá. Đó. Hỏi là tự nhiên sao tôi phải bảo vệ bên đàn gái tôi là nè, vậy đó. Cô gái xinh đẹp. Dạ. Cô không thích những điều gì ở đàn ông? Tính đàn bà. Tính đàn bà. Đàn ông mà tính đàn bà. Tánh em sao nè? Dạ em tính là người. Đàn ông gì ơi. Nhưng mà đầu tiên đàn ông phải ăn to nói lớn mà. Em nói giùm cho chị một câu là: em ơi, em yên tâm đi, anh là một người đàn ông chuẩn men. Lớn lên. Em ơi, anh dạ. Là một người đàn ông thật là chuẩn men. Không giống như ai kia. Không giống như ai kia. Ai kia là ai? Có hai người đứng đây. Tôi nói em ai kia là ai? Tôi nhau. Thì em nói vậy đó. Anh là người đàn ông chân chính. Em gái đi với ai? Dạ em đi với cậu mợ của em ạ. Dạ, chào hai MC xinh đẹp của chương trình. Xin chào bên đàn trai, quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Theo cậu á, thì cậu thấy cháu bên này chuẩn, cậu là ok. Bây giờ cậu để mợ okay. Nói tiếp. À, theo mợ thì mợ thấy bạn trai bên này là to cao, đẹp trai, ok. Mợ là mợ ưng đấy. Mợ là mợ thích đấy con ạ. Tối nay cho mợ đi ăn lẩu nhá con nhá. Được, câu mợ giờ ok hết rồi đúng không? Mợ là mợ đồng ý đấy. Đồng ý, mợ thích rồi đó nha Hương. Thích rồi. Rồi cảm ơn đàn gái. Rồi đàn trai sao, đàn trai đi với ai vậy? Đàn trai em đi với chị họ của em ạ. Dạ em xin chào hai MC cùng bên đàn trai, bên đàn bạn gái cùng các vị khán giả ở đây. Thì em là chị họ của Hiệp. Thì theo nhận xét của em là bạn gái thật sự rất dễ thương.
nếu như đã gặp nhau rồi thì mình phải cố gắng vì nhau. Cảm ơn đàn trai đàn gái. Như vậy là hai bên cũng đã đồng ý hết rồi ha. Bây giờ thì hai bạn sẽ gặp nhau. Mở rào. Hiền Vương. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Anh cảm ơn em. Anh được nắm tay em được không? Dạ. Sau đây anh muốn hát cho em bài tặng cho em đến địa vị khán giả. Đó, rối dạ. Nữa rồi đó, một cái bài tặng mà tôi không biết bài tặng là bài gì luôn á. Bài hát là bài Làm Vợ Anh Nhé. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia, chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và rồi hai hứa còn đời yêu anh nhé em. Wow. Ôi ơi. Hương có muốn hát đáp lại với Hiệp không? Em thì không có biết hát, nhưng mà em có một cái biệt tài, đó là massage đầu vai gáy, biết một số cái bài massage. Trời, mát liền luôn. Mát luôn. Massage liền luôn. Trời đất ơi. Quá hên chưa? Anh cứ ngồi thẳng. Trời ơi. Ôi đã quá, ôi đã quá. Ôi sao sướng quá anh ơi. Anh Linh nhộn nhạc luôn. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi em. Mấy cái này hay đụng mấy cái dây thần kinh ấy nó. Coi chừng nó đứng hình luôn. Dạ đó. Vậy thôi đó hả? Được không, được không Hiệp? Qua đã nè. Hả? Qua đã. Qua đã đúng không? Rồi. Em thấy anh như thế nào? Anh thì chắc cũng vừa ôm. Trong một tuần mà anh bận quá thì anh có thể nhắn tin gọi video call thôi. Không sao em ơi, một tuần anh có thể dành cho thời gian cho em được khoảng 1 đến 2 ngày. Dạ. Tại vì thời gian anh có thể làm chủ được. Em đừng nói chuyện đó. Anh thấy em thật là rất là dễ thương. Có một cái gì là gọi là nó thư sáng á. Có cần thú tăng trọng không anh? Không đâu mà, tới em bị là đẹp rồi đó. Cảm nhận anh là một người ấm áp á. Có thể sẽ không phải là người vô tâm đâu, cũng biết cách quan tâm đến mọi người, như là biết chăm sóc bản thân. Ví dụ có gì thì khỏi tốn tiền mua thuốc. Đó thì em yên tâm nè. Hiện tại thì ba mẹ em cũng khá lớn tuổi. Em là út thì chỉ còn một mình em là chưa có gia đình thôi. Thì khoảng tầm một năm đổ lại đây thì mẹ không có hối, nhưng mà kiểu là lâu lâu cũng cứ gọi lên là hỏi có ai chăm chưa. Tại vì em ở trên này có cậu mợ, nhưng mà em cũng ở xa, không có ở gần, thì hiện tại là em vẫn sống một mình. Nếu là lúc mà hai đứa cãi nhau thì ai sẽ là người xin lỗi? Em sẽ là người xin lỗi trước. Giờ nói nhớ nha. Hương à, chị muốn hỏi Hương, em cảm nhận thế nào về đôi mắt của bạn Hiệp? Đối với anh thì nó khá là hiền và sâu sắc, chân thành ấy. Mấy đứa nhóc ở công ty em có dặn em khi mà lên đây phải nói với anh một câu. Anh nhớ em bao nhiêu tuổi không ạ? Dạ, 24 tuổi. Dạ đúng rồi, tuổi con heo. Tụi nó bắt em phải nói là anh dì ơi, nhà em, nhà mẹ em có nuôi một con heo mà mẹ không muốn nuôi nữa, anh có muốn nuôi không? Để đây anh nuôi cho. Dạ. Hai đứa tiến lại nắm tay với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay. Chúng ta có 30 giây. Anh cũng đến đây cũng là một cơ hội, vì vậy mình hãy cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa, em nhé. Hương Hương ôm thử có đúng cái size của em không? Mà em hay ôm sao luôn. Đúng size không? Làm như Titanic vậy đó. Ôm gấu vậy là được không? Ngủ dễ ngủ không? Có dễ dạ, ngủ không? Vậy chắc vừa ôm. Không, mình phải ôm từ phía trước để cảm nhận coi đủ không? Cái vòng tay ôm mình không? Thử đi Hương. Thử đi nào. Dạ. Được không Hương? Dạ được. Rồi, hai đứa trở về vị trí đi. Vừa sai hả vậy? Chúng ta nắm tay nhau, mắt chạm mắt, tay nắm tay. Không biết rằng hai trái tim có cùng chung nhịp đập hay không. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. Nếu trái tim mình rung động thì hẳn bấm.
Còn không thông đồng thì không. Ông đừng nói một... nữa. Ông đừng nói nữa Linh ơi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Dễ thương vậy sao. Nắm tay nhau đi. Tụi nhỏ giờ nó nhanh quá. Không cần đếm nó bấm luôn. Mình xin cầu mợ nụ hôn đầu tiên. Dạ con xin cầu mợ cho con hôn với Hương ca. Hai. Em cho nó mình cái. Dạ con yêu nhau không cho nó cứ tới hả cậu ơi. Chưa đếm nó bấm hết rồi. Những chiếc vé xem phim cùng đạp xin để bốc 212 lý chiến thắng để tặng các bạn. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Hãy nắm tay nhau, hãy đưa nhau đi cùng trời cuối đất. Trời nó không buông tay luôn, thấy không? Không có buông, không thèm dòm tới mình luôn. Đó, nhà trai như vậy đó, yêu đơn phương nhiều lần, thất bại nhiều lần. Thất bại nhiều lần. Chưa có mối tình nào luôn. Chưa có mối tình nào luôn, đó là 29 tuổi rồi đó nha bé. Rồi. Là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Rồi bí rồi đó. Cứu em với anh ơi. Giờ nào hỏi nè, bây giờ mình hẹn hò thế nào, em thích cái gì? Tim cái lỗ tai của em là lỗ tai đẹp lắm luôn á. Nếu mà nói về tướng số, lỗ tai này là giàu lắm luôn. Lấy cái người đàn ông này không bao giờ nghèo được luôn á. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ thì anh trai hãy giới thiệu lớn lên cho bình gái cùng nghe nha. Thì lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chị Hồng Vân ở bên kia và bạn gái và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu về mình, em tên là Lưu Hoàng Minh và năm nay 29 tuổi, hiện đang sinh sống ở quận 12 và làm việc ở quận Tân Bình. Công việc của em là kỹ sư phần mềm. À, mình giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia. Em tên là Võ Thị Mỹ Hằng, hiện tại năm nay em 27 tuổi. Đến từ Lâm Đồng và hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ở quận Nhất ạ. Em hiện tại đang là chuyên viên tư vấn tại một công ty bảo hiểm Canada. À, dạ. Rồi. Bây giờ sẵn đây mình nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn. Thì mọi người hay nhận xét em là rất là hiền, chị có thấy vậy không ạ? Hiền, em hiền. Dạ, rất là hiền, dễ thương và khéo tay, có sự cảm thông và lắng nghe đối với mọi người. Dạ. Mình có điểm yếu gì không? À dạ, em có một cái điểm yếu đó là hay quên. Dạ, nhiều khi quên bạn trai nhưng mà những cái ngày kỷ niệm như đó em hay quên lắm. Điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho nhà gái biết đi. Thì điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết mà làm việc nhà và nấu ăn. Đúng. Nấu ngon không? Ăn chắc là sẽ ngon anh. Sẽ ngon rồi. Không có hút thuốc, cũng không có rượu bia. Tốt. Điểm yếu của em là do đặc thù là em làm công việc IT thì em cũng hơi khô khan một chút. Không sao, có tình yêu nó sẽ ướt át liền. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Hiện tại thì mối tình chính thức thì em chưa có. Trước giờ em chỉ có yêu đơn phương người khác thôi. Chưa có. Yêu đơn phương lâu không? Cũng không lâu nhưng mà nhiều. nhiều đơn phương luôn hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao em cứ yêu đơn phương em không dám nói hay sao? Không, em cũng có tỏ tình hai lần nhưng mà cũng thất bại. Người nào nở lòng nào trả lời để thất bại vậy ta? Đó, nhà trai như vậy đó, yêu đơn phương nhiều lần, thất bại nhiều lần. Thất bại chưa nhiều lần. Chưa có mối tình nào luôn. Chưa có mối tình nào luôn, đó đúng là rồi. 29 tuổi rồi đó nha bé. Rồi bây giờ mình bên đây tình yêu của mình sao nè? Dạ, em có một cái mối tình chính thức, yêu nhau khoảng 5 năm, chia tay cũng được hơn 3 năm rồi chị. Lý do chia tay? Tại vì hai tụi em thì mỗi người một cái hướng đi. Bạn trai em thì muốn về quê lập nghiệp, còn em thì em muốn ở đây. Thì đó là chính là lý do tụi em chấm bất dứt. Đồng quan điểm đó. Dạ. Ha. Thôi để em mới em hỏi đi kìa. Chào em gái. Dạ, chào dễ anh thương. Quỳnh Linh. Bây giờ em muốn tìm một mối tình mới, nửa mảnh ghép dành cho cuộc đời của em như thế nào? Mẫu bạn trai của em thì cao hơn em. Tại hiện tại là em 1m65 rồi. 65 thì... hả? Rồi, đây từ 66 trở lên được. Em muốn một bạn cao khoảng hơn 1m7. Đó. Và thân hình rất là khỏe khoắn. Tại vì em rất là thích chơi thể thao. Dạ. Và bạn ấy thì chân thành, biết chia sẻ và đồng hành cùng em trong công việc lẫn cuộc sống. Bây giờ em nghe em gái nói vậy em được bao nhiêu phần trăm em trai? Anh để tôi qua tôi. Em nghĩ chắc cũng được khoảng 60-70. 60-70 hả? Chứ anh nghĩ 90 đó. Dạ, em chào chị Hạnh Phúc. Cái hình mẫu lý tưởng của em về người bạn gái là như thế nào? Hình mẫu lý tưởng của em thì em mong muốn người bạn gái mình cao trên 1m50. Yên tâm đây, nãy mới nói 1m65 rồi, dư luôn. Dạ, tóc dài. Dài luôn, có dài luôn. Dạ, hoạt bát và năng động.
có luôn, hoặc bắt năng động luôn. Và điều quan trọng nhất em mong muốn đó là người bạn gái đấy sẽ nói nhiều hơn em một tí, tại vì em cũng hết. Em có nói nhiều không? Em nói từ lúc chị. Em sai lầm rồi đó. Có nhiều người đàn ông cũng vậy đó. Ước gì bạn gái mình nói nhiều hơn mình, tới chừng về nói nhiều rồi mệt mỏi lắm em ơi. Không, nhưng mà nói nhiều không vậy, cho nhà cửa cho nó vui cũng được. Không có vui đâu em ơi. Cưng, mình đi với ai cưng? Dạ, hôm nay em đi đến với em trai, với chị sếp và các đồng nghiệp của em. Rồi. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào tất cả các anh chị ở trên khán phòng này, cũng như tất cả các anh chị xem đài. Thì may mắn ngày hôm nay bạn Hằng đến đây và có chia sẻ là chị sẽ trao đổi một tí với Minh nha. Thì Minh nhìn rất là hiền, dễ thương. Em của chị cũng được cái hiền lắm, nói nhiều một chút thôi. Vậy thì bây giờ chị hỏi Minh một câu, khi mà lập gia đình với nhau á, thì em muốn hai bạn sống ở ngoài hay là sống chung với gia đình? À, điều này thì em cũng nghĩ rồi, và em sẽ quyết định là tôn trọng quyết định của bạn gái. Nếu bạn gái là con một của gia đình và muốn ở cái gần chăm sóc với cha mẹ của mình thì em cũng có thể qua ở rể. Và nếu như cô ấy không ngại làm dâu thì có thể qua bên nhà em cùng sống. Ừ, rồi, chị cảm ơn Minh. Vậy thì theo em là một bạn nữ làm ở công việc ngành ngoại giao như vậy, thì bạn đi rất là nhiều và bạn gặp tương đối cũng khá nhiều khách hàng một ngày. Vậy thì điều đó có làm cho em ngại không? Thì em cũng không nghĩ là sẽ ngại. Nếu như mà tình cảm mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì cái điều đó không quan trọng. Chị thêm câu nữa nha. Dạ. Yeah. Minh rất là dễ thương, thật ra hỏi để cười xem có gì nói cho đứa em á mà. Theo Minh á, một mẫu bạn gái không biết nấu ăn thì đối với em nó có khó khăn gì không? Cũng không khó khăn, nếu như không biết nấu thì em có thể nấu. Và sau này cũng thể chỉ có thể chỉ cho bạn ấy nấu được vài món cơ bản cũng được. À chỉ, dạ. Nhưng mà em có nấu luôn được không? Được luôn chị. Được luôn, dạ. Rồi, thôi chị hỏi tới đây chị nghĩ chắc đủ rồi. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi. Đấy. Em Minh đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và các bạn đồng nghiệp. Chào Văn và chào chú Quyền Linh. Thì chị đây là mẹ của Lưu Hoàng Minh. Cô thấy sao cô? Thì cô thấy cô này cũng dễ thương, cũng thấy cũng vui vẻ. Thì cô ok rồi, gặp Minh được là cô được à. Rồi, đại diện đồng nghiệp của Minh nói câu gì đi. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Chào chị, chào anh đàn gái và chào tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Dạ, con tên là Ngọc, là đồng nghiệp của anh Minh. Làm chung công ty. Thì nhận xét của con về anh Minh á, là anh Minh rất là hiền lành và dễ tính, người cực kỳ dễ tính luôn, rất biết thông cảm cho người khác. Có thể là anh Minh không phải là người giỏi về ngoại hình, không giỏi về ăn nói, nhưng mà anh Minh rất là chân thật. Và chị nghe em hỏi thật sự là hỏi chị là lúc mà anh Minh nói về những cái mối tình mà anh Minh không tỏ tình không thành công thì chị nghĩ như thế nào ạ? Cái điều đó nó cũng rất là bình thường thôi. Tại vì đối với Hằng á, thì khi mà Hằng bước trong một mối quan hệ, Hằng cũng quan trọng cái người rất là người ta chân thành. Hằng cũng rất là quý trọng điều đó. Tại vì trước đây khi mà Hằng quen những cái mối tình của Hằng á, thì Hằng chỉ biết một người đó thôi. Ủa rồi chị, cô muốn hỏi chút xíu đây. Vậy sao trong công ty của Minh có nhiều đồng nghiệp nữ vậy mà sao Minh không cua được ai vậy? Dạ, đây thật ra mà tụi con nhớ anh Minh giống như là một anh cả và những người em. Tụi con quý anh Minh như là anh hai vậy đó. Tại vì anh Minh cũng lớn tuổi hơn tụi con cũng một khoảng đó. Cho nên với lại nguyên một dàn đi theo là mong muốn có chị dâu lắm. À vậy đó hả? Dạ. Chị bên này rất là xinh nha anh Minh. Và chị rất là khéo ăn nói. Và hy vọng không phải chị ngoại hình thì chị hãy lắng động một chút xíu. Và những cái gì em mới chia sẻ, thật sự là anh Minh rất là người để chị có thể tin tưởng sau này. Nhìn rồi thôi mở rào đi ông mối ơi. Rồi mở ra. Em thấy gánh nặng quá chị. Ráng lên Minh. Dạ. Tấn công Minh. Quá trời quà cáp kìa trời ơi. Bên nhà gái tôi nhận phụ nè. Anh chào em. Thì lần đầu tiên anh có một con giỏ hoa tặng em. Ôi xinh quá, cảm ơn anh Minh. Và anh có một con gấu bông để tặng em. Thì mong là những lúc mà cô đơn em khe buồn thì có thể nhìn thấy nó và nhớ anh. À, cảm ơn anh. Cũng rất là trùng hợp, cái món quà hôm nay em chuẩn bị nó cũng liên quan đến gấu. Anh có thấy mắt em bị thâm không? Thấy. Dạ, bởi vì cái món này, để mà làm nên món này em phải thức đến mấy đêm và tự tay em làm. Và em hy vọng rằng từ nay về sau thì anh cũng sẽ có gấu rồi. Anh cảm ơn em. Dạ. Dễ thương quá vậy. Rất là dễ thương. Đi đâu bỏ túi nha Minh.
Thì không biết lần đầu gặp nhau thế này em cảm nhận đầu tiên về anh như thế nào? Đúng là anh rất là ít nói. Anh cũng hiền. Và cái điều em cảm nhận ở một người con trai mà làm ngành kỹ thuật á, đặc biệt IT đó, rất là chân thật á. Đó là những cái cảm nhận của em về anh. Thì không biết cái ba ấn tượng gì khi mà anh gặp em? Thì anh đầu tiên là em thấy em có một mái tóc rất là đẹp. Dạ cảm ơn anh. Một nụ cười rất là rạng rỡ và một món quà rất là xinh. Không biết là thường là anh làm công việc á, thì thường là buổi tối hay là cuối tuần thì anh hay làm gì? Thông thường buổi tối thì do anh làm việc nhiều với máy tính cho nên buổi tối anh thường hoặc xem phim hoặc là ngủ để thư giãn mới tới, thư giãn đôi mắt. Và cuối tuần thì nếu như có bạn bè rủ thì anh mới đi cà phê, còn không thì anh cũng ở nhà là nhiều. Anh bên có sở thích gì đặc biệt không ạ? Thích xem các môn thể thao, ví dụ xem đá banh hoặc là xem tennis. Mà anh chỉ thích xem chứ anh cũng không thích chơi. Anh có thích chơi thể thao không? Thể thao thì anh chơi cũng không nhiều lắm. Bây giờ anh cũng biết chơi bowling. Môn đó em cũng thích đó. Vậy thì hy vọng là sẽ có một ngày mình, một ngày sớm nhất mình sẽ đi chơi cùng nhau. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Anh có câu hỏi gì cho em không? Vậy là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Thôi bí rồi đó. Cứu em với anh ơi. Giờ nào hỏi nè, bây giờ mình hẹn hò thế nào, em thích cái gì? Thì em thích buổi hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu? Em thì cũng thuộc tiếp hơi lãng mạn một xíu. Có thể là đi xem phim, ăn tối. Lên tầng 81, uống cà phê dưới mưa. Uống vậy bệnh không? Lãng mạn kệ, nó lãng mạn trước thôi. Mình tính sao? Linh đi coi kịch ma đi. Trời ơi. Rồi thằng nó sợ nó la lên xong rồi nó phải ôm ở bên đây, ví dụ vậy đó. Đó lãng mạn là vậy đó ha. Tim cái lỗ tai của em là lỗ tai đẹp lắm luôn á. Nếu mà nói về tướng số, lỗ tai này là giàu lắm luôn. Lấy cái người đàn ông này không bao giờ nghèo được luôn á. Tiến tới nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó tặng bạn gái nắm hai tay để giao lưu về cảm xúc cho anh. Cưng quá. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ yêu trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Cảm ơn anh. Em gái có thể đáp lại một bài nào đó. Em sẽ tặng anh một cái đoạn ngắn trong ca khúc là Con Cá Thật Tuyệt. tự nhiên cái sở đoạn của em nó lại tái phát rồi, quên bài thì ngày gọi tia nắng long lánh qua hàng mi, trên nụ cười em tươi lung lên trên phố, ngày ngùng em bướng đôi chân như thoát rồi đôi tay nhưng cất lời tình yêu đầu tiên là em hồn nhiên, vui là con gái ha, vui là con gái hay yeah. Dạ xin hát. Thì cảm xúc của anh hiện tại rất là rung và cũng rất hồi hộp. Thật tuyệt vời khi mà anh được ở trường quay này ngày hôm nay. Bởi vì điều đó nó sẽ mang anh đến với em. Ok, về ghế đi mình. Có thể anh ấy không phải là một soái ca, nhưng tâm hồn, sự chân chất của anh ấy, sự chân tình của anh ấy, sự bảo bọc của anh ấy, xứng đáng là một người của gia đình. Cô gái hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Thực sự lúc mà Hằng bấm chị vui, chị vui lắm luôn. Tại vì thằng con rể của chị nó cũng làm IT. Thì nó là một người đàn ông đúng nghĩa của gia đình luôn. Nó không hào hoa, không phong nhã, nó không miệng mồm, nó không gì cả. Nhưng mà cho đến thời điểm này là chị hoàn toàn có thể tin tưởng chị. Để con gái chị, để cho nó lo từ A tới Z của chị. Đầu óc chị vô cùng gọi là yên tâm về cái điều đó. Thì chị nghĩ rằng bạn này có một chút gì của thằng rể của chị. Đầu tiên là về cái tướng số, chị nói là không bao giờ em nghèo, em yên tâm nha. Nha, nha, nha. Chỉ có từ đây mà đổ đi lên thôi chứ không có đi xuống nữa. Ok. Nắm tay nhau thật chặt nha. Bạn bè của Hằng hãy tin tưởng vào anh sẽ cố gắng. Rồi, bây giờ sẵn trao nụ hôn đầu đời của Minh cho Hằng đi. Anh xin phép.
tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắt he từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai đứa hạnh phúc, bảo vệ lẫn nhau. Trời ơi, nhìn hai đứa nó hạnh phúc mà mình rất là hạnh phúc luôn. Như vậy là chúng ta sẽ theo dõi hai cặp đôi ngày hôm nay. Rồi tiền em thiếu anh thì em tính sao? Dạ từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ là từ từ rồi đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày 10 ngày vậy đi, rồi tới đó thì tính tiếp. Thôi em muốn từ từ à. Từ từ anh bỏ cho em nấu cháo cho Nhự bây giờ. Bây giờ tỷ dụ không có tiền là sao? Con em hỏi lỡ đi. Em không có tiền, giờ em muốn từ từ để kiếm. Không có tiền thì về nhà giúp việc nhà cho anh, trừ tiền. Vậy ha. Đặt thẳng vấn đề luôn. Dạ. Rồi với anh về nha. Rồi với anh về nha. Trời ơi, rồi nợ ai đâu cả trời. Xin mời nhà gái. Trời mời ơi, bạn trai. Này anh Linh thích lắm nè cưng. Rồi em chào anh. Rồi chào em. Em tặng anh với chị Hồng Vân vỏ trái cây. Trời ơi. Trời ơi thích thật. Cảm ơn em. Đó, hả? Thích yeah. Thật. Rồi chúc anh gửi cho chị Hồng Vân hai trái còn nhiêu anh lấy hết. Nói nghe nè, rồi em giới thiệu về bản thân coi nào. À dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và anh bên kia Tường Hoa ạ. Kính chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thảo Linh, hiện tại em đang công tác và làm việc tại Cần Thơ. Em là người gốc Cà Mau ạ. Công việc của em hiện tại là giáo viên dạy múa ạ. Mình dạy là mầm non hay là trung dạ, học? Dạ, em là... dạy cao đẳng ạ. Em dạy cho các bạn học sinh lớn, học trung cấp ạ. Rồi, mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào em. Bạn gái bên kia. Dạ. Chào toàn thể quý vị khán giả. Tên là Nguyễn Nam, sinh năm 1982. Nghề nghiệp kinh doanh là cũng ở Cần Thơ luôn. Dạ. Dạ. Kinh doanh về gì? Dạ em cho thuê nhà trọ với cho thuê xe Honda. Rồi xong luôn. Vậy bữa nào xuống em cho anh mượn nha. Cho mượn miễn phí. Cảm ơn em. Bữa trước em có coi anh đóng cái phim gì mà lúc đó đẹp trai lắm anh. Tóc... đóng thợ sửa cơ khí đó. Lúc trước đẹp trai hả? Còn lúc này sao? Còn lúc này sao? Lúc này cũng phong độ. À được. Rồi em giới thiệu về mình đi. À, dạ em... Điểm mạnh, điểm yếu. Dạ vâng ạ. Dạ điểm mạnh, điểm yếu của em á là... Điểm mạnh của em á là em yêu thích nghệ thuật. Em chuyên về nghệ thuật là nhiều ạ. Em có thể nấu ăn, yêu thích con nít. Còn điểm yếu của em á thì... em hơi là nóng tính, ít nói hả chị? Ủa em múa gì? Múa đương đại hay là múa... Dạ, em là giáo viên dạy múa dân gian ạ. Múa dân gian tộc ạ. Em trai, em dạ. Điểm mạnh, điểm yếu thế nào nói cho đàn gái biết đi. Dạ, ưu điểm em thì nấu ăn ngon, thể thao. Không có hút thuốc, không có ăn nhậu, chỉ lo cho làm thôi. Rồi em sao tình duyên, sao được mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình không chính thức ạ. Chia tay mối tình thứ nhì bao lâu rồi? Dạ cũng chắc cũng khoảng được gần nửa năm ạ. Còn đàn trai em có mấy mối tình rồi? Dạ cũng hai mối tình. Năm 27 tuổi mới biết yêu anh. 27 biết yêu dạ, hả? Dạ hồi đó em nhát lắm. Dạ, quen nhau được một năm mà chia tay. Mối tình thứ hai thì cũng chia tay được 2 năm rồi. Lý do chia tay là gì em? Dạ mối tình đầu là do người đó ham tiền quá chơi. Mà lúc đó thì em cũng khó khăn đó. Mối tình thứ hai do ghen bóng ghen gió với lại là lập trường không có vững đó, rồi cũng chia tay. Dạ em làm nghệ thuật thì em có kén chọn cái người bạn đời của mình không? Anh ấy phải là cầu tiến, biết làm ăn chẳng hạn. Nếu mà không được công việc nhà nước như em á thì cũng phải biết làm ăn, biết tự lập, thương yêu kính trên nhường dưới. Bên đó là dư luôn rồi đó. Dạ. Còn ngoại hình thì sao? Dạ ngoại hình á em có hói một chút cũng không sao. Hói một chút cũng dạ. Sao phải không? Cái này được đó nha. Chăm chế được. Hói nhiều nhưng mà anh ấy phải cao hơn em một cái đầu, lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng ạ. Ồ, em cao mét nhiêu? Dạ em cao 1m6. Anh ấy cao nhiêu vậy anh ấy? Cao ơi? Cao hơn 1m6. Dạ, cao 1m78 chưa? Wow, rồi dương cái đầu rưỡi rồi em ơi. Rồi, ngon lành. Ừ, ngon lành liền. Dạ. Được rồi, tôi qua tôi coi đàn gái sao mà... Em chào anh. Dễ thương ha. Dạ, cảm ơn anh. Những điều gì mà em không thích nhất ở đàn ông em gái? Thiếu rõ ràng trong cách cư xử giữa người với người hoặc là trong chuyện tình cảm. Anh là anh, em là em. Dạ đúng. Em gái mưa là em gái mưa. Dạ không hề, không thể, em không chấp nhận em gái mưa gái luôn. Gái mưa với mây cái gì? Mưa em gái mưa lâm râm được không? Dạ không luôn.
quan điểm của em là không có mưa gió, không có cái gì hết trơn, không có mưa gió gì cả. Mỏi mỏi, ừ. Biết đâu qua cái xong. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ. Em ơi, dạ. Thằng trai hơi bị ghê đó nha, chị nói em biết trước vậy đó. Chị thấy vỏ trái cây là chị thấy lời rồi. Em không thích người phụ nữ ở cái điều gì? Dạ, em không thích là ăn chơi với lăng nhăng. Có ăn chơi không? Dạ không. Có lăng nhăng không? Dạ càng không. Dễ gì, tại vì bên đây người ta đã không chịu em gái mưa là biết người ta không bao giờ có dạ. Anh trai mưa rồi. Rồi. Có bộ ok đó. Hỏi người thân đi Vân. Tu chí làm ăn nè, đúng không? Dạ. Đó. Bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ em ạ. Chị họ. Chị... Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào bên nhà trai và tất cả các bạn khán giả. Em là Bảo Ngọc, chị họ của Thảo Linh. Thì em thấy là các anh bên đây về ngoại hình tướng tá, ngon lành, tính tình thì thật thà. Đặc biệt là anh thì chuẩn bị trái cây, còn bên đây thì bánh là rất là hợp với nhau, có bánh và có trái. Em với Linh chơi chung với nhau từ nhỏ thì Thảo Linh thuộc loại là người phụ nữ rất là hiếm có thời buổi này á. Dù là làm nghệ thuật nhưng mà lại rất là giản dị và ra đường thì không có biết tha son chét phấn gì trơn á. Nấu ăn ngon và giỏi việc nhà, gọn gàng, ngăn nắp lắm nên anh yên tâm. Bạn đi với ai? Dạ em đi với em. Dạ lời nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân, với tất cả mọi tổ chức và bên đàn gái ở bản. Tính anh Nam là người tốt, cực kỳ giỏi việc nấu ăn và việc nhà, kinh doanh rất là giỏi. Thì cho em xin nói về bạn gái bên này. Nói với anh Nam là em thì đối với em thì được. Anh cứ mở nắp. Anh cứ mở nắp. Lộng mở cái màn. Mở cái màn ra xem đi. Nếu mà được thì mình thử cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Dạ, Nam có làm nghệ thuật không em? Dạ có anh. Nó ngày làm xưa gì? Cũng anh cũng có đi đóng phim á. Trời ơi. Đóng mấy về phụ không anh? Đóng phim rồi đó hả? Dạ. Đóng phim gì? Phim Vượt Qua Nỗi Đau với Dốc Sinh Tồn. Dữ vậy hả? Đóng vai gì? Về Sao Đen. Về Sao Đen. Đó. Về Thợ Mộc, Về Báo nữa. Chút mở rào ra em diễn đại ca Sao Đen cho bên gái con. Dạ em mới thích diễn tình cảm hơn anh ơi. Thì... bên kia múa, bên đây đóng phim. Trời ơi ngon lành. Tôi mở rào liền đi ha. Rồi. Tặng quà, tặng quà. Trời. Dạ em chào anh ạ. Anh không nhắc là em quên. Không nhắc quên nữa. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn em. Quà gì, quà gì nói cho bạn gái biết đi em. À, là mỹ phẩm. Là bánh này là do tụi tao em làm. Rồi cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ thì rất là ổn định ạ. Bề ngoài cũng ưa nhìn, dễ thương. Còn anh nhìn em là như thế nào? Thấy em cũng hiền, dễ thương. Dạ em cảm ơn. À em có một câu hỏi như thế này. Nếu mà em không được như người chị họ của em, tại vì chị họ của em yêu thương em thì nói là như vậy, mà em không được như vậy thì anh có thất vọng không? Thôi cũng không thất vọng gì. Bây giờ nè. Bạn dạ. Này chắc cũng không có mạnh tay mạnh chân được đâu. Yêu quá. Dạ. Mình phải mạnh mẽ luôn, đóng vai đại ca sao. Giờ anh thử một đoạn nha. Quýnh lộn bị người ta quýnh không? Không, bây giờ thử diễn đại ca nè, bước tới nè. Nói cho cô biết nha. Cô mà không trả chiều nay, trả tiền cho tôi đó. Trả tiền hụi cho tôi đó. Nhốt cô nhồi nhà nghỉ đó. Coi như anh đạo diễn nè. Chuẩn bị, máy quay, bắt đầu. Rồi tiền em thiếu anh rồi em tính sao? Dạ từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ là đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày 10 ngày vậy đi, rồi tới đó thì tính tiếp. Thôi em muốn từ từ à. Từ từ anh bỏ cho em nấu cháo cho Nhự bây giờ. Bây giờ tỷ dụ không có tiền là sao? Con em hỏi lỡ đi. Em không có tiền giờ em muốn từ từ để không có tiền á thì về nhà giúp anh. Việc nhà cho anh trừ tiền vậy ha, đặt thẳng vấn đề luôn. Dạ rồi với anh về nha. Rồi với anh về nha. Trời ơi rồi nợ ai đâu cả trời. Bác làm trừ tiền được à? Em múa một đoạn nào đó đúng rồi. Dạ. Giới thiệu bạn trai biết tài năng của mình. Dạ vâng, em cũng muốn xin tặng chương trình cũng như anh chị MC và bạn Nam một điệu múa nhẹ nhàng về quê hương ạ. Bé giống Hạnh Thúy. Em xin cảm ơn ạ.
Rồi kế hoạch sao, sinh con sao? Dạ em thích một trai một gái hả chị? Em là cực kỳ thương con nít luôn. Ở sớm anh cũng thích con nít lắm, hay dạ. chơi với mấy đứa nít. Buổi tối thì em cũng có dạy thêm, nhưng mà dạy full tuần luôn. Dạ. Nếu thí dụ như hẹn hò thì anh có chờ được không? Chờ lần tháng gặp nhau mấy lần. Kiểu như là cũng có giờ, kiểu như buổi tối thì em dạy từ 6 giờ đến 7 rưỡi. Thì sau đó thì vẫn có thể hẹn hò. Giờ đó thì cũng rảnh. Dạ. Thì anh có muốn hỏi gì thêm em không? Được em. Được. Để tao rút bấm. Chuẩn bị sẵn sàng sau 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hết thời gian. Anh xin lỗi. Dạ không sao ạ. Tại sao em lại không bấm? Dạ em thấy chưa có rung động. Đã, chương trình đã nói rồi, phải rung động mới bấm, còn không rung động hãy nhường cơ hội cho người khác. Cảm ơn em đã tham gia chương trình, mong rằng hai đứa sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng. Dạ cảm ơn. Cảm ơn em nha. Cảm ơn chị.